Kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 6,5% trong 3 tháng này, tổ chức của Mỹ nhận định kinh tế Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây, tờ Bloomberg của Mỹ đã có bài nhận định về nền kinh tế Việt Nam. Theo đó, Bloomberg cho rằng kinh tế Việt Nam có thể sẽ tăng trưởng 6,3% trong quý 1 2024 và lên mức 6,5% trong quý 2 2024. Tăng trưởng GDP được dự báo ở mức 6% trong năm 2024 và 6,4% trong năm 2025. Bài viết cũng dẫn ý kiến của giới chuyên gia rằng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI có thể vẫn tiếp tục tăng vì Việt Nam vẫn hấp dẫn đầu tư trong những năm tới, trong bối cảnh các công ty đang đa dạng hóa và giảm rủi ro chuỗi cung ứng bằng cách mở rộng hoạt động sản xuất sang Việt Nam. Chi phí lương cạnh tranh, mạng lưới hiệp định thương mại rộng khắp và môi trường kinh doanh thuận lợi đều là những lợi thế quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.